Liên quan tới những tác động của trận lũ quét vào đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 8 làm 3 người thiệt mạng và mất tích, 14 người khác bị thương và thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Tính đến 7 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới tại khu vực Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 4. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp bàn các giải pháp chủ động ứng phó với mưa lũ và bão số 4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, vào hồi 8 giờ 13 phút, một trận động đất có độ lớn 4,3 độ Richter đã xảy ra trên khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sâu chấn khoảng 8,1 km. Sau đó là các đợt dư chấn 3,3 đến 4,2 độ Richter tại huyện Vân Hồ và Mộc Châu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay cho đến ngày 23 tháng 8, hoàn lưu bão số 4 sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc. Hiện mực nước tại hồ Sơn La đang xấp xỉ cao trình cho phép và đây cũng là hồ đón nhận nước từ thượng nguồn phía Trung Quốc chảy về. Do đó, việc bảo đảm an toàn các hồ chứa cần được đặc biệt quan tâm. Chúng ta đang ở thời điểm lũ chính vụ đến 21 tháng 8. Sau lũ chính vụ lại còn cái lũ muộn. Tôi đề nghị là Tổng cục Khí tượng Thủy văn anh và bằng kinh nghiệm nữa có thể có một cái tính toán sớm hơn một chút nữa cho chúng tôi để cái lũ muộn này như thế nào. Vì khi có lũ muộn và biết được cái lũ muộn chiều hướng như thế nào thì mới quyết định được cho hồ Sơn La. Việc đầu tiên là an toàn. An toàn đây là an toàn cho cả nhà máy thủy điện, an toàn cho hạ du, an toàn cho sông Đà và an toàn cho Hà Nội. Tranh thủ đảm bảo tích được nhiều nước nhất có thể. Dự báo bão số 4 có thể đổ bộ vào khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đây là khu vực đã hứng chịu lượng mưa lớn từ nhiều ngày nay, nên nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn trong vài ngày tới, rất có thể xảy ra lũ ống, lũ quét khu vực Việt Bắc và Tây Bắc. Do đó, các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ cần theo dõi diễn biến của thời tiết và chủ động ứng phó, sơ tán dân khi cần thiết.